Thưa quý vị, cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đang khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Mở rộng điều tra vụ án, cái tên tiếp theo mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ việc này là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long, luật sư Trần Văn Sĩ. Được biết, ông Trần Văn Sĩ bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo do xúc phạm danh dự uy tín. Mới đây, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam luật sư Trần Văn Sĩ, cựu chủ nhiệm đoàn luật sư Vĩnh Long về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trước đó, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, tố cáo bà Đặng Thị Hà Ni, sinh năm 1977 và Trần Văn Sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đài Nam và quỹ từ thiện Hằng Hiếu. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, như thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Lúc 21 giờ 40 ngày 25 tháng 2, Lực lượng chức năng đang có mặt tại văn phòng luật sư Văn Sĩ, địa chỉ 173 Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Được biết, luật sư Trần Văn Sĩ bị bắt giữ ở Khánh Hòa. Sau đó, cơ quan chức năng đưa ông về Vĩnh Long thực hiện việc khám xét. Đến 22 giờ 45, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện việc khám xét bên trong văn phòng luật sư Văn Sĩ. Công an địa phương và lực lượng dân phố vẫn túc trực bảo vệ vòng ngoài, không ai được tiếp cận khu vực trước cửa văn phòng luật sư văn sĩ. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ làm việc, lực lượng chức năng đã rời khỏi nơi khám xét lúc 1 giờ 40 sáng ngày 26 tháng 2. Vậy là ngoài nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, thì luật sư Trần Văn Sĩ đã là cái tên tiếp theo bị cơ quan công an điểm mặt chỉ tên liên quan đến vụ lùm xùm xung quanh CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Liệu rằng sắp tới sẽ còn những tình tiết gì xảy ra? Những người liên quan đến bà Phương Hằng đã dừng lại ở con số 3 người này. Trước khi vướng vào lao lý, bà Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, nhiều lần lên mạng xã hội tố nhiều cá nhân, nghệ sĩ, trong đó có bà Hà Ni. Trước đó, ngày 20 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni lên làm việc để phục vụ công tác xác minh, làm rõ đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng đối với bà này. Bà Hàn Ni xác nhận, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn tố cáo bà đã có hành vi vu khống, làm nhục và phá quỹ từ thiện hàng hiếu của công ty cổ phần Đại Nam. Theo tìm hiểu, quỹ từ thiện Hằng Hiếu được vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Huy Dũng, tức Dũng Lò Vôi thành lập và đặt tên quỹ là tên con trai chung của hai người. Quỹ chính thức hoạt động từ tháng 9 năm 2014 để tài trợ ở một số bệnh viện thực hiện các ca phẫu thuật cho các trường hợp bệnh nhi bệnh tim, bệnh não úng thủy mà hoàn cảnh gia đình khó khăn. Giai đoạn tháng 6 năm 2021, bà Hằng gửi văn bản đến hàng loạt bệnh viện có khoản tài trợ của quỹ Hằng Hiếu nhằm thông báo tạm ngưng từ thiện, vừa lý do đưa ra là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đơn tố cáo gửi công an thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Đại Nam đề nghị cơ quan công an điều tra động cơ, mục đích của nhà báo Hà Ni, được cho là chủ nhân các số tài khoản đã gửi tiền vào quỹ Hằng Hiếu và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật đồng thời điều tra ai là đồng phạm, tổ chức cùng nhà báo Hàn Ni xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam. Trong các buổi livestream hồi đầu tháng 9, bà Phương Hằng cho biết, có một số cá nhân chuyển tiền vào số tài khoản của mình với nội dung ủng hộ quỹ mổ tim, ủng hộ quỹ từ thiện hàng hiểu với số tiền khoảng vài chục ngàn, âm mưu phá hoại quỹ hàng hiểu. Tại buổi làm việc với công an, bà Ni cho biết, các số tài khoản nêu trên không phải của bà, bà cũng không quen biết bà hằng việc bà hằng cho rằng bà cố tình gài bẫy để phá quỹ hàng hiểu là sai sự thật trong nhiều buổi live stream bà hằng yêu cầu nhiều người sao kê số tiền quyên góp được và nhiều lần đề cập đến quỹ hàng hiếu tuy nhiên bà hằng không công khai quỹ tử thiện hàng hiếu do nhiều người hiểu rằng quỹ hàng hiếu là của gia đình bà hằng nên không phải công khai vì vậy bà ni lên tiếng giải thích pháp luật về quỹ này là pháp nhân nên cũng phải công khai Đồng thời, bà Ni cũng đề nghị công an tỉnh Bình Dương làm rõ tố giác này là sai sự thật, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà, đề nghị xử lý nghiêm bà Nguyễn Phương Hằng và công ty cổ phần Đại Nam và cải chính thông tin công khai. Sau đó, hồi tháng 10 năm 2021, bà Hà Ni cũng gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Hà Ni giải thích rõ, đó thật sự là những clip trên kênh youtube cá nhân mà tôi phân tích về mặt pháp lý, những hành vi, phát ngôn của bà Hằng cũng như pháp lý của quỹ từ thiện Hằng Hiếu. Việc này tôi có trình bày với cơ quan công an. Bà Hà Ni cho rằng, trong các buổi live stream, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên cáo buộc bà Hà Ni nhiều vấn đề. Bà Hà Ni nêu trong đơn, tôi khẳng định tất cả điều bà Hằng nói về tôi trong các buổi live stream là vu khống. Bà Hằng sử dụng hình ảnh vợ chồng tôi để xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm nhục tôi. Tôi tin vụ việc sớm được sáng tỏ. Thậm chí, bà Hằng từng một lần tìm đến trụ sở báo Sài Gòn Giải Phóng là nơi làm việc và nhà riêng của bà Hà Ni tại quận 7. Những lần ấy kéo theo đám đông hiếu kỳ, các youtuber gây huyên náo, khiến công an địa phương phải có mặt để vãn hồi trật tự. Sau khi bà Hàn Ni tố cáo, đề nghị khởi tố bà Hằng, thì người phụ nữ này liên tục bị đe dọa từ những người tự xưng là fan của bà Hằng. Trừ ngày 21 tháng 11 năm 2021, bà Phương Hằng tiếp tục livestream và đe dọa bà Hàn Ni rằng sẽ truy cùng đuổi tận người này. Sau đó, bà Hàn Ni gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý bà Hằng về hành vi đe dọa giết người. Vụ việc cụ thể, Bà Hà Ni cùng nhóm bạn đi ăn sáng gần nhà tại quận 7 sáng ngày 23 tháng 3 năm 2022 đã bị một nhóm 4 người quay phim xúc phạm rồi lao vào tấn công. Bà Hà Ni cũng có xác minh về những người này, có đơn tố cáo gửi công an quận 7 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã có hai lần mời làm việc khác đề nghị bà Hà Ni cung cấp những hồ sơ chứng cứ liên quan đến đơn tố cáo của bà đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức cá nhân. Công an tốt trực khám xét chỗ ở của nhà báo Hà Ni, thu giữ nhiều thùng tài liệu. Liên quan đến sự việc trên, ngay trong tối ngày 24 tháng 2, sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam bà Đặng Thị Hà Ni để điều tra, lực lượng chức năng đã túc trực trước nhà bà Hà Ni từ đêm đến sáng để khám xét chỗ ở, phục vụ cho việc điều tra. Theo ghi nhận, trước nhà bà Hà Ni ở khu nhà ở Nam Phan, phường Tân Thuận Đông, quận 7, trong tối ngày 24 tháng 2, có nhiều công an mặc thường phục và sắc phục cùng các bảo vệ dân phòng túc trực cửa nhà bà Hà đóng kín, người dân không phận sự, không được phép đến gần. Một số người dân tìm đến nhà Hà Ni nhưng được cảnh sát mời đi nơi khác. Đến gần 0 giờ sáng ngày 25 tháng 2, một số công an rời đi. Trước nhà bà Hà chỉ còn một số trinh sát, phòng cảnh sát hình sự còn ở lại. Một người cho biết họ sẽ túc trực ở đây đến sáng ngày 25 tháng 2. Sáng ngày 25 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, di lý nhà báo Đặng Thị Hà Ni về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét. Nhiều cảnh sát mặc sắc phục và thường phục có mặt quanh nhà của bà Hà Ni. Lực lượng chức năng không cho người lạ đến gần và cấm quay phim, chụp ảnh. Một số người đến nhà Hà Ni liền bị cảnh sát hỏi lý do, mời đi nơi khác. Cảnh sát niêm phong thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra vụ án. Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, việc khám xét hoàn tất. Cảnh sát đưa số tài liệu và nhà báo Hàn Ni lên ô tô 16 chỗ Úc để rời đi. Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân, Đặng Thị Hàn Ni là những người có học thức, hiểu biết xã hội nhưng đã có phát ngôn trái chiều, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín, đưa ra những thông tin có tính chất tố cáo chưa được kiểm chứng. Vậy dưới góc độ pháp lý, chuyên gia nhận định như thế nào về những phát ngôn của các nhân vật này? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngày sau đây. Nhà báo Hàn Nhi đang phải đối mặt với điều gì? Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, quyền tự do ngôn luận đã đi quá giới hạn ở một số người trong các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, hậu quả pháp lý khó tránh khỏi. Sau các cuộc khẩu chiến qua livestream của nhóm người có văn hóa, có địa vị xã hội trên mạng xã hội trong suốt thời gian dài gây náo loạn mạng xã hội, Do đó, việc cơ quan điều tra khởi tố một số đối tượng là cần thiết để đảm bảo an ninh an toàn mạng, bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền lợi tự do dân chủ của mọi công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền về hình ảnh của công dân. Pháp luật Việt Nam cho phép mọi công dân đều có quyền bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về các vấn đề xã hội. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam có đầy đủ các quy định để bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận của chủ thể này bị giới hạn bởi quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác của chủ thể khác. Pháp luật nghiên cấm việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác, xâm phạm đến bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân, hoặc sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của người khác. Do đó, nếu người nào lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp để có những phát ngôn bịa đặt, sai sự thật, vô khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, tố cáo người khác không có căn cứ, hoặc sử dụng các thông tin hình ảnh bí mật đời tư của người khác mà không được phép thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra. Theo quy định của Bộ luật hình sự, việc quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này, có thể sẽ có bị can phải chịu mức hình phạt cao nhất đến 7 năm tù có những bị can có thể chỉ chịu hình phạt 2 năm tù. Thậm chí, có bị cáo còn có thể được hưởng án treo tùy thuộc vào hành vi vi phạm pháp luật, mức độ nhận thức của hành vi, thái độ thành khẩn ăn năn và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác được vận dụng trong quá trình giải quyết vụ án. Hiện nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam các bị can để điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi vi phạm pháp luật làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của các bị can này, làm rõ động cơ mục đích và đánh giá hậu quả của hành vi này đã gây ra cho xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi của các bị can này cũng có thể được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên khung hình phạt cũng có thể tới 7 năm tù. Quý vị thân mến, mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng bị khởi tố về cùng một tội danh và cùng một khung hình phạt, nhưng trường hợp các bị can này bị kết tội mức hình phạt cụ thể đối với từng bị can sẽ khác nhau. vụ án này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai sống ảo quá đề cao cái tôi cá nhân mà xem về quyền và lợi ích hợp pháp của người khác tác động tiêu cực đến xã hội. đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc tất cả những tin tức mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. xin chào và hẹn gặp lại quý vị những chương trình tiếp theo.